Một đời phục vụ hy sinh. Cha Maurice Bertin sinh năm 1869, vốn là con trai một gia đình giàu có tại thủ đô Paris, nước Pháp. Sau khi tốt nghiệp trường Bách Khoa, chàng trai hăng hái gia nhập binh chủng hải quân, đi thực tập trên một chiếc tàu chiến với quân hàm trung úy. Khi cập bến Nagasaki của Nhật Bản, anh tò mò tìm đường vào viếng thăm một ngôi nhà thờ của dòng Francisco, trong đó có lưu giữ một số hài cốt của các thánh tử đạo dòng Francisco khi sang truyền giáo tại Nhật Bản. Tâm hồn nhạy cảm của chàng trai đã bị đánh động. Chàng cứ bần thần suy tư, nghĩ ngợi mãi. Sau đó khi quay trở về Pháp mãn hạn nghĩa vụ, thay vì xin tiếp tục theo binh nghiệp, chàng lại xin xuất ngũ và đến tìm hiểu ơn gọi tại một tu viện dòng Francisco ngay tại Paris. Cứ thế, thầy Maurice Bertin đã vượt qua được giai đoạn nhà tập, khấn dòng và theo đuổi các môn thần học. Sau khi chịu chức linh mục, cha lập tức xin bề trên cho đi phục vụ nhiều nơi như Canada, Nhật Bản, Maroc. Thế rồi vào năm 1929, cha đã được cử sang Việt Nam để thành lập dòng Francisco khi vừa tròn 60 tuổi. Mặc dù gặp biết bao khó khăn do chiến tranh và tình trạng nghèo nàn lạc hậu, cha đã tận tụy đi khắp đất nước Việt Nam để gây dựng, để hình thành các gia đình anh em hèn mọn. Cha là một nhà tu hành thánh thiện, đồng thời còn là một kiến trúc sư tài ba, một nhà hoạt động xã hội xuất sắc. Các công trình vật chất cũng như tinh thần của cha ở Vinh, Thanh Hóa, Nha Trang lần lượt được gây dựng trong suốt 30 năm dấn thân phục vụ không ngơi nghỉ, đang lúc tuổi cha ngày một cao, sức tàn lực kiệt. Cha đã tạ thế ngày 8 tháng 7 năm 1968 tại tu viện Francisco Nha Trang, hưởng thọ 99 tuổi sau 71 năm khấn dòng, trong đó đã có đến 39 năm phục vụ và hy sinh tại Việt Nam, quê hương yêu quý thứ hai của cha. Thank you.